chia sẻ với các bạn về một chủ đề khá nhạy cảm, đó là xuất tinh sớm. Hiện nay, một định nghĩa hoàn hảo về xuất tinh sớm kiểu 1 cộng 1 bằng 2 chưa xuất hiện. Có quá nhiều tranh cãi về hiện tượng này đang diễn ra trong giới nghiên cứu tình dục. Có người coi việc xuất tinh sớm từ khi bắt đầu giao hợp đến khi xuất tinh dưới 2 phút là xuất tinh sớm. Có người định nghĩa xuất tinh sớm là xuất tinh sau một khoảng thời gian ngắn không theo chủ định và mong muốn của người đàn ông. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu bạn phóng tinh trước khi bạn gái của bạn lên đỉnh thì bạn coi là bị xuất tinh sớm. Nhưng nếu bạn đã có những trải nghiệm tình dục đủ, bạn có thể nhận ra những yếu tố chung có thể giúp chúng ta có một cái nhìn toàn diện về xuất tinh sớm, đó là khi người đàn ông không thể chủ động kiểm soát sự xuất tinh theo ý muốn hoặc không có khả năng lựa chọn thời điểm xuất tinh trong hầu hết các cuộc giao hợp. Xuất tinh sớm là hội chứng chung cho tình dục đàn ông. Theo Viện Nghiên cứu Điều tra Lối sống và Sức khỏe Quốc gia Mỹ, có 30% đàn ông thường xuyên xuất tinh sớm. Tỷ lệ này có nghĩa là nếu bạn đang ngồi trong một bàn tiệc có 4 anh, thì có 1 anh thường xuyên đánh nhanh rút gọn. Hãy nhớ, hầu hết đàn ông thường bị ra sớm trong một số trường hợp, đặc biệt là khi bị căng thẳng hoặc quá phấn khích. Một số đàn ông chỉ bị xuất tinh sớm khi đang giao hợp, một số khác lại cảm thấy ra quá nhanh khi gặp bất cứ sự kích thích nào từ bạn đời. Có nhiều người lại cảm thấy họ không thể kiểm soát thậm chí khi đang tự sướng một mình. Tuy nhiên, nếu bạn không thể kiểm soát 50% số lần xuất tinh thì đó thực sự là một vấn đề. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này phần lớn có nguồn gốc tâm lý, chẳng hạn như lo lắng, căng thẳng hoặc do những kích thích quá độ mà người nam không tự điều khiển được cảm xúc của mình. Nó cũng có thể do cách làm tình không đúng hoặc từ bệnh tật phát sinh. Phụ nữ nghĩ gì về đàn ông xuất tinh sớm? Dĩ nhiên, người phụ nữ tỏ ra chán nản và buồn phiền rồi. Có thể cô ấy sẽ cho rằng bạn quá ích kỷ nên chẳng đếm xỉa ngó ngàng đến cảm xúc tình dục của cô ấy. Bạn nên nhớ, người phụ nữ của bạn có quyền được đòi hỏi thỏa mãn về tình dục. Xuất tinh sớm kéo dài sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng, giảm khoái cảm tình dục, gây liệt dương ở nam giới, làm bạn đời thất vọng, đặc biệt là cảm giác thất bại về lâu dài có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc chăn gối và mối quan hệ lứa đôi. Vì vậy, người đàn ông cần phải cải thiện khả năng kiểm soát xuất tinh để làm cho trải nghiệm tình dục của cả hai trở nên vui thú hơn, thỏa mãn hơn. Nhưng bằng cách nào? Đó là một câu hỏi khó nhưng không phải không có câu trả lời. Vâng, người đàn ông đích thực là người đàn ông luôn mang sứ mệnh thỏa mãn bài tình. Hãy truy cập thoamãn.vn hoặc ấn subscribe để theo dõi cách khắc phục, hạn chế và chữa trị xuất tinh sớm. Chúng tôi sẽ quay trở lại cùng bạn giải quyết vấn đề này ngay tại video tiếp theo.